tài hoa hạnh phúc mây hồng, chính chàng yêu thiếp men hồng lao sao. Yêu thương con suối xiết bao, em về vàng úa khát khao tầng trời. Sáng tàn canh đóa trà mi, viên chờ đợi mãi cung phi bóng nàng. Là yêu buông thả đông sang, anh em hiu hắt bẻ bàn còn đâu. Đi cái tướng cho đẹp coi, thấy là vần rồi đó. Sao vậy? Vô ngồi. Đi xuống ơi cưng ơi, đi xuống đi. Đi xuống đi, anh diễn xong rồi. Xuống em ơi. Xin lỗi nha, xin lỗi, cười gây cho đã. Mèo Trăm Lần vừa thể hiện xong một đoạn thơ, có vẻ là như là do em sáng tác đúng không? Dạ, trong một ngày đẹp trời em. Trong một ngày đẹp trời đã tự sáng tác, rất là lãng mạn, rất là wow, dễ thương. Wow, chữ đẹp lắm nha. Và bây giờ thì có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết Mèo Trầm Lặng tên thật là gì? À, em tên thật là Đăng Quân. Đăng Quân. Năm em 25 tuổi. 25 tuổi. Làm thơ hả? Là cái nghề gì liên quan tới thơ à? Bói. Anh chàng nhà thơ. Ngày xưa là làm gì ta? Có làm thể là về thơ sĩ. Nho sĩ. Năm em biết nho sĩ là gì không em? Là đi hái nho bán sĩ. Hái nho bán sĩ. À, xin lỗi bạn, thực ra khách mời của chúng tôi bình thường nha. Bình thường. Anh nghĩ là chúng ta nên liền cho ngay một cái gợi ý đi, chứ không là ta nói tới sáng nữa nha. Tới sáng à? Ừ. Xin mời gợi ý đầu tiên. Con số. Xin phép được hỏi Đăng Quân, bạn phải làm việc với những con số như thế nào? À, đối với mọi người thì con số có thể là khô khan, nhưng đối với tôi thì con số nó lên nhiều cảm xúc ở trong nó. Công việc của anh có nhiều số không? Nhiều số. Dạ. Nam Anh, em có thể hỏi cái câu mà mọi người hiểu không Nam Anh? Nhiều số là sao? Là nó đa dạng số. Là từ 1 đến 9. Dạ, số nào cũng có. Em đừng có ngại mọi người hiểu nha. Dạ. Anh ơi, em nghĩ là mình nên qua từ tiếp theo đi anh ha. Chắc chắn là như vậy rồi. Dạ, xin lỗi, nãy giờ làm mất thời gian quý vị. Dạ. Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Dạ. Xin mời. Ngày vui. Ngày vui. Ngày vui là coi chừng mấy cái ngày mà lễ lộc rồi đó. Ngày vui là ngày gì vậy anh? Thì mỗi năm đều có một ngày vui, thì ngày hôm đó là ngày mình tận hưởng cái niềm vui đó một cách trọn vẹn. Cái nghề gì mà một năm là có một ngày vui trời? Hồi đầu là nói giống ai? Mai Tài Phến hả? Làm nghề gì? Thầy giáo. Mưa. Ngày vui là cái ngày tiễn bớt học sinh ra trường đó. Em ơi, em còn cái ngày nào vui hơn nữa không em? Thì đúng rồi, học xong tốt nghiệp đúng không? Tốt nghiệp là vui rồi. Bao nhiêu bài hát, bao nhiêu dần thơ nói về cái ngày chia ly đó, ai cũng buồn hết trơn. Em phán câu anh hết lời với em luôn á Nam Anh. Anh ơi, đến luôn cái từ phán cuối cùng đi anh ơi. Yeah. Cảm ơn em đã nhắc nhở anh, và chúng ta hãy cùng đến với từ gợi ý cuối cùng nhé. Nhất quỷ nhì ma thứ ba. Câu này thì ai cũng biết rồi. Em thấy là cái này ai cũng đoán được hết trơn rồi đó. Sao tự nhiên bữa nay chương trình cho dễ dữ không biết nữa. Vậy thì mời bạn hãy đoán đi. Là thầy giáo. Trời, bây giờ gần tới Nam Anh là câu trả lời em là gì nè? Dạ, em nghĩ là thầy giáo. Như vậy là hai bạn đều chọn là giáo viên. Đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng lên cái nhạc rùng rợn nào. Nữa hả? Xin mời hai bạn vô cái tư thế của mình. Lại cái tư thế đó. 3 2 và 1. Kết quả là và lần này thì tôi xin được khẳng định là cái cảm giác của nam em rất là mạnh. Trước khi mà nam em nhìn thấy Đăng Quân, nam em đã nói là cái anh này hình như làm giáo viên thì phải. Cái phong thái y như là giáo viên theo kiểu thầy giáo mưa vậy đó. Mời Đăng Quân có thể chia sẻ thêm một chút về nghề nghiệp của mình không ạ? Dạ, hiện tại mình đang làm giảng viên đại học về bộ môn tài chính doanh nghiệp. À, giảng viên tài chính. Nhưng mà cái bài thơ này nó có cái gì dính tới cái nghề của bạn?
À, nếu các bạn để ý thì những từ đầu của bài thơ sẽ ghép thành cái giảng nghề của mình là tài chính, yêu em, giảng viên là anh. Trời ơi! Wow! Chơi chữ nè, nghĩa là tất cả những chữ đầu của các câu thơ này mình ghép lại với nhau, nó sẽ ra cái câu là tài chính, yêu em, giảng viên là anh. Ta nói luôn kết quả rồi, không chịu để ý. Tài chính, yêu em. Bạn có thể chia sẻ thêm về công việc của bạn không? Em làm giảng viên được hơn một năm. Hơn một năm, dạ. Mới ra trường? Dạ không, em có thời gian đi làm ngoài. Thì sau đó tích lũy kinh nghiệm thì mình đi giảng. Thầy ơi, thầy nhận em là học trò nha. Thầy dạy trường gì vậy thầy? Mình dạy tại sư phạm kỹ thuật. Em sẽ đi học về làm sửa xe. Rồi nha hai bạn ơi. Dạ. Hết cảm ơn thầy. Rồi. À hết học kỳ rồi. Thầy có nói vậy rồi nha. Cảm ơn em. Lại cảm ơn bạn rất nhiều. Bảo trọng nha. Bảo trọng. Tôi đã thấy được cái nét hoảng sợ của người thầy. Tôi thiết tha yêu cầu hai khách mời ngày hôm nay đừng làm cho người chơi nào hoảng sợ nữa. Và tiếp theo đó là chàng trai cuối cùng có cái nickname rất dễ thương, đó là gấu mập. Xin mời. Phong cách luôn. Quá manly. Chiếc xe này có nặng không bạn ơi? Dạ, chiếc xe này nó khoảng 295kg. 295kg, hàng dưới tóc tai dựng đứng đó. Mời bạn hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Em tên là Nguyễn Phúc Thịnh, năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Nguyễn Phúc Thịnh. Dạ. 34 tuổi. Dạ. Đó. Và là một người thích chạy mô tô hay là người chuyên về mô tô hay là có làm cái gì liên quan tới mô tô? Mời hai chị em. Thường đi mô tô thì hay đi phượt lắm á. Đàn ông thích đi phượt thì chắc chắn không làm nghệ thuật đâu, làm kinh doanh. Mình nghĩ khác bạn ơi. Mình cũng có quen một số bạn cũng thích đi phượt nhưng cũng làm được nghệ thuật mà. Vậy bạn nghĩ làm gì? Chưa nghĩ ra. Hay quá. Vậy thì chúng ta hãy đến với những từ khóa. Xin mời từ khóa đầu tiên. Chiếc xe và tốc độ là liên quan với nhau. Một từ khóa thấy có vẻ hơi quề vốn ha. Đúng không? Chắc làm tài xế quá. Tài xế xe mô tô. Xe ôm. Xe ôm. Hồi nãy anh dựng đây nè. Huyền, ai lên không? Ai đi không? Không đi, tôi đi. Nói thiệt với em á, để mà chạy được chiếc mô tô lớn và nặng như thế này, đặc biệt là chạy đến cái mặt sàn này thì phải là người có kinh nghiệm. Không, nhiều khi anh làm trong lĩnh vực giao thông vận tải rồi thì sao? Đúng vậy. Chắc làm bên mấy cái mảng mà theo kiểu là mình lấy phụ kiện về lắp ráp xe chẳng hạn. Thôi cho xem gợi ý thứ hai đi. À, biết sinh rồi hả? Ok. Biết sinh rồi. Phải vậy chứ. Tiếp rồi, từ khóa tiếp theo. Nhẹ nhàng tận tâm. Anh ơi, cái nghề của anh nó liên quan như thế nào đến cái từ nhã nhặn và tận tâm vậy anh? Thì trong công việc của mình á, thì rất là tiếp xúc rất là nhiều người. Dạ. Nhưng mà trong cái phần số đông nhất của mình á, tiếp xúc đó là trẻ em. Tiếp xúc với trẻ em mà... Là mà... giữ trẻ hả? Giữ trẻ tận tâm. Giữ trẻ mà mê tốc độ. Cũng kỳ ha. Cũng kỳ. Biết kỳ là được rồi. Dạ. Chắc là... buôn bán mấy cái mà xe mà cho đồ nít chơi. Á đồ chơi nít á. Hay ơi có lý á. Tôi đang cảm thấy là cả hai bạn đều đồng ý với quan điểm trên, như vậy có nghĩa là hai bạn không cần gợi ý cuối cùng vẫn đưa ra đáp án. Không cần chứ dạ. biết sợ rồi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Thăng bằng. Đúng rồi, ngồi trên xe là phải giữ thăng bằng chứ. Xin mời hai khách mời của chúng ta đưa ra đáp án của mình. Theo cái cảm nhận của em đi, em nghĩ là vận động viên đua xe thể thao. Ừ.
Năm em. Em lại nghĩ là vận động viên, nhưng mà bây giờ về làm thầy giáo rồi. Làm thầy giáo. Vậy là huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Dạ. Rồi về xe mô tô đúng không? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án thôi. Xin mời hai bạn. Lại cái thế đó đó. Xin mời Trương Thế Vinh. Ba. Em nghĩ là vận động viên đua xe thể thao. Hai. Em lại nghĩ là vận động viên, nhưng mà bây giờ về làm thầy giáo rồi. Ba. Một.